Chào các bạn, tôi là bác sĩ Đăng đến từ nha khoa Thùy Anh. Bạn đang xem chương trình Nha khoa dành cho mọi người. Không phải ai cũng có sẵn một bộ răng trắng đẹp. Tuy nhiên, để có được một bộ răng trắng sáng hơn, chúng ta có thể tìm hiểu đến các phương pháp như dán sứ thẩm mỹ, bọc răng sứ, tẩy trắng răng. Trong những phương án đó thì tẩy trắng răng được coi là phương pháp nhanh chóng nhất. Đây là phương pháp mà bạn không phải mài răng. Tuy nhiên, ẩn sau những điều vô cùng có lợi, vậy thì liệu còn tác hại nào mà nha sĩ chưa tiết lộ cho bạn biết? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này. Bạn có thể truy cập vào website nhakhoathuyanh.com để xem nhiều thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe răng miệng do đội ngũ chuyên môn của chúng tôi biên tập và thẩm duyệt. Đầu tiên, tẩy trắng răng là một biện pháp giúp thẩm mỹ cải thiện màu sắc răng, lấy đi các vết ố vàng, sắc tố vàng nâu trên men răng, giúp răng trắng sáng hơn so với ban đầu bằng cách sử dụng các hóa chất oxy hóa như là carbamin peroxide hoặc là hydrogen peroxide. Bản thân những chiếc răng này của chúng ta bị nhiễm màu thức ăn, đồ uống hàng ngày, theo thời gian thì lượng màu đó ngày càng đậm hơn. Tuy nhiên, hiệu quả tẩy trắng răng sẽ tùy thuộc vào từng tình trạng răng cũng như là mức độ, nguyên nhân gây đổi màu mỗi người mỗi khác. Khi tẩy trắng răng, hóa chất sẽ xâm nhập vào sâu men răng theo các trụ men. Đi kèm với đó là quá trình giải phóng phân tử oxy. Các phân tử oxy này sẽ phá vỡ cấu trúc của vết ố màu, đổi màu và phân hủy chúng giúp răng trắng lên. Có hai hình thức tẩy trắng răng chủ yếu, một là tẩy trắng răng tại phòng khám. Phương thức này, nha sĩ sẽ thực hiện một quy trình tẩy trắng răng chuyên nghiệp với thuốc nồng độ cao từ 35 đến 37% kết hợp với ánh sáng cường độ mạnh giúp thúc đẩy quá trình này nhanh chóng. Thời gian thực hiện sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ và thực hiện một lần duy nhất. Quy trình này được kiểm soát chặt chẽ bởi nha sĩ. Hai là tẩy trắng răng tại nhà. Bạn có thể tự mua miếng dán tẩy trắng hoặc là nha sĩ sẽ thiết kế cho bạn một khay phù hợp với hàm răng và được phát một lượng thuốc vừa đủ với nồng độ thấp khoảng 10 đến 15%. Phương án này phù hợp với các bạn ngại đến nha khoa chờ đợi thời gian và có mong muốn chủ động về thời gian. Dù là phương án nào thì cũng đều đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, nếu quá trình cũng như là kỹ thuật không được kiểm soát chặt chẽ hoặc là lạm dụng quá mức sẽ gây ra một số nguy hại. Đầu tiên, răng nhạy cảm hơn. Khi mà chất tẩy trắng răng xâm nhập sâu vào bên trong, làm các trụ men trở nên trống rỗng, gây lộ ngà, dễ tiếp xúc với các chất kích thích bên ngoài, bạn sẽ cảm giác ê buốt nhiều khi dùng thức ăn, nước uống nóng hoặc lạnh, chua hoặc ngọt. Sự nhạy cảm này thường tạm thời và sẽ biến mất. Sau tẩy trắng răng, bạn có thể mua thêm các loại kem đánh răng hoặc là nước súc miệng có chứa fluor để nhanh chóng giảm bớt hoặc là hết đi sự ê buốt. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng các loại thuốc giảm đau để đỡ khó chịu ngay lập tức. Thứ hai, kích ứng lợi. Không ít trường hợp sau tẩy trắng răng lợi trở nên nề đỏ, sưng đau. Điều này xảy ra do chất tẩy trắng răng tiếp xúc trực tiếp với lợi ở nồng độ cao. Tuy nhiên, điều này sẽ tự hết sau một vài ngày. Thứ ba, dị ứng. Có một số trường hợp dị ứng với các thành phần của thuốc tẩy trắng. Biểu hiện đó là phát ban, khó thở, sưng môi, mắt. Khi đó, bạn cần dừng ngay sự tiếp xúc của chất tẩy trắng và tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị. Cuối cùng là gây bỏng và phồng rộp lợi, môi má. Khi mà tẩy trắng với thuốc nồng độ cao, phần lợi, môi má của bạn không được cách ly, bảo vệ tốt thì thuốc tiếp xúc với bề mặt mô mềm sẽ gây ra tình trạng bỏng và phồng rộp. Mặc dù phương pháp tẩy trắng răng tiềm ẩn một số nguy hại, tuy nhiên nếu chúng ta được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ quy trình bởi nha sĩ chuyên nghiệp thì những mối nguy hại này sẽ không còn là mối lo ngại nữa. Tuy nhiên, tẩy trắng răng vẫn là một chỉ định y khoa được nghiên cứu sâu sắc và an toàn nếu thực hiện đúng. Những lợi ích bạn dễ dàng nhận được khi tẩy trắng răng là: thứ nhất, màu sắc răng được cải thiện mà không cần phải mài răng. Thứ hai, tiết kiệm thời gian thực hiện nhanh chóng trong một lần hẹn. Để biết được tình trạng răng của bạn sẽ có thể được cải thiện như thế nào, có tẩy trắng răng được hay không, bạn nên đến trực tiếp phòng khám để được thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại website nhakhoathuyanh.com hoặc là kênh YouTube của Nha khoa Thùy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.